Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Lần đầu tiên mình thấy có một chiếc điện thoại của Xiaomi nó không phù hợp với tất cả mọi người. Mà chiếc điện thoại trên tay mình đây, chiếc Xiaomi Mi A3 này đây, nó sẽ chỉ phù hợp với một đối tượng khách hàng nhất định mà thôi. Vậy thì trong cái video ngày hôm nay của mình, hãy cùng nhau đánh giá chi tiết về nó để xem cái đối tượng khách hàng mà hợp nhất với chiếc điện thoại này đó là ai. Và xem các bạn có phải là đối tượng khách hàng đó hay không nhé. Bắt đầu luôn. Đầu tiên luôn luôn sẽ phải nói về cái vấn đề gọi là tiền đâu. Thì mức giá của cái sản phẩm này ở Việt Nam loanh quanh đâu đó khoảng tầm 6 triệu. Thế nhưng nếu như các bạn mua tại những đại lý, ví dụ như tại Hoàng Hà Mobile chẳng hạn, thì cái mức giá của con Mi A3 này sẽ được đao xuống nhiều hơn nữa, bởi vì chúng ta có rất nhiều quà tặng kèm theo này, hay là cái mức chiết khấu giảm giá. Mức giá cuối cùng thì nó sẽ chỉ loanh quanh đâu đó tầm khoảng 4 triệu mấy cho tới khoảng gần 5 triệu mà thôi. Thì ok, nó cũng đã hấp dẫn hơn, nó cũng đã hợp lý hơn so với mức giá 6 triệu mà anh chỉ là HD cộng ban đầu của nó. Rồi, vậy thì nó sẽ có những cái gì? Mình thì không bao giờ mình đánh giá một cái điện thoại chỉ dựa vào một cái thông số nhất định, ví dụ như là con chip trước đây, hay là ví dụ như là cái độ phân giảm màn hình, mà một cái điện thoại nó là tổng hợp của nhiều yếu tố. Và cái yếu tố đầu tiên thu hút ánh nhìn của mọi người chính là cái thiết kế mặt lưng này của con Xiaomi Mi A3. Nó lạ lắm, có những cái đường nó đan xéo nhau, đan chéo nhau, hay là nghiêng giữa những cái góc nhìn, chúng ta sẽ có những đường vân vân rất là lạ. Và cái phiên bản màu xanh như mình đang có ở đây là một trong những cái phiên bản màu sắc độc đáo nhất, và có thể nói là nó ấn tượng nhất. Cơ bản là mình thích những cái thứ gì đấy nó độc đáo, nó lạ lẫm thì các bạn sẽ thấy nó hay ho. Còn nếu như các bạn không thực sự quá quan tâm thì ok, chúng ta sẽ đi đến với những vấn đề khác. Tuy nhiên thì có một cái điểm cộng và cái thiết kế của cái sản phẩm này, đó là sử dụng cái khung viền kim loại và mặt lưng kính Gorilla Glass luôn đấy. Và nó sẽ giúp các bạn chống sức tốt hơn, chịu lực tốt hơn, hay là nói cho đúng ra thì đây cũng là một cái điểm cộng nếu so sánh về cái mặt thiết kế đối với nhiều đối thủ khác của nó trong cùng cái tầm giá này. Vấn đề số 2 là cái hiệu năng. Thì chúng ta sẽ có con chip Snapdragon 665, các bạn sẽ có 4GB RAM và các bạn sẽ có 64GB bộ ở trong. Nó chạy Android One, thế nên nó đơn giản, mượt mà, trơn tru, và nó cũng được cập nhật hệ điều hành rất lâu dài về sau, hay là được cập nhật thì cũng cực kỳ là nhanh. Nói chung về cái vấn đề hiệu năng và về cái vấn đề phần mềm thì nó vô cùng đơn giản, ai cũng đều có thể sử dụng được, và nó cũng được hỗ trợ cập nhật rất lâu dài về sau. Nó vẫn luôn luôn là những điểm cộng của Xiaomi, đặc biệt lại còn là Xiaomi chạy Android One. Tiếp theo, nó có màn hình AMOLED, nó có vân tay nhúng ở bên trong màn hình, và cái tốc độ nhận cũng thực sự rất là nhanh. Đây cũng sẽ là một cái điểm cộng nho nhỏ của cái chiếc điện thoại này trong cùng cái phân khúc mức giá. Tại vì trong cái mức giá này thì khá ít những chiếc điện thoại đến từ nhiều thương hiệu khác có vân tay nhúng ở bên trong màn hình, nên Mi A3 ok ở vấn đề này. Nó có dung lượng pin lớn hơn 4000 mAh và cái trải nghiệm sử dụng thì thực sự rất là tốt. Dễ dàng có thể đạt được mức tầm khoảng 6 tiếng on screen trên chiếc điện thoại này. Và bởi vì nó sẽ chỉ sử dụng cái màn hình HD cộng, cũng như là cái con chip của nó sẽ chỉ là Snapdragon 665 ấy, thế nên là nó không hề bị quá nóng giống như nhiều những thiết bị cũ trước đây sử dụng Snapdragon 660. Vậy nên nhiệt độ, cái trải nghiệm của các bạn sử dụng nó sẽ cũng là một cái điểm cộng nếu so sánh với những thế hệ trước đây, hoặc là so sánh với nhiều đối thủ khác của nó trên thị trường. Và không thể không nhắc đến cái camera của nó. Camera mặt lưng đằng sau này chất lượng mang lại rất tốt, chụp cho những môi trường đủ sáng, chi tiết rất ngon. Chụp cận cảnh mang lại màu sắc, chi tiết rất tốt, hay các bạn chụp cho những môi trường kể cả thiếu sáng một chút thì cái chi tiết hay là cái khả năng cân bằng trắng nó cũng khiến cho mình khá là hài lòng. Nó sẽ có một cái camera góc rộng và sẽ có thêm một cái ống kính để giúp các bạn đo độ sâu trường ảnh, xóa phông tốt hơn. Nhưng mà bản thân mình thì không khuyến khích xóa phông trên điện thoại cho lắm. Chụp bình thường, chụp chơi chơi hay là chụp góc rộng thì vẫn ok. Cái điểm cộng có thể nói là nhiều bạn sẽ thích nhất trên con Mi A3 này có thể nó sẽ đến từ cái camera selfie. Bởi vì độ phân giải lên từ 32 chấm và cái chi tiết khi mà các bạn selfie rất tốt, và cái màu sắc nó đưa lại thực sự rất là tự nhiên. Nói chung thì cái phiên bản quốc tế của con Mi A3 này nó là CC9E, nó cũng là một cái điện thoại hướng đến đối tượng khách hàng thích selfie. Thế nên là cái chiếc điện thoại này có camera selfie xịn sò như thế, mình thấy cũng là một chuyện bình thường. Nó sẽ có USB-C, có sạc nhanh, có jack cắm tai nghe 3.5mm. Nói chung là nó có đầy đủ những thứ mà các bạn cần. Vậy, điểm yếu của nó là gì? Điểm yếu đầu tiên chính là cái độ phân giảm màn hình sẽ chỉ ở mức đấy là HD cộng mà thôi. Nó sử dụng cái tấm nền AMOLED, tức là xét về cái cảm nhận thì HD cộng trên một kích thước màn hình như thế này lại còn là AMOLED. Thế nên cái việc rỗ là các bạn có thể nhìn thấy được ngay trên cái điện thoại này. Nhưng bù lại cái màu sắc của nó
rực rỡ, nịnh mát, màu đen rất sâu. Thế nên nếu như các bạn mà không phải là có thuộc dạng gọi là mắt quá tinh, và nếu như các bạn thuộc dạng dễ tính, thì chúng ta cũng có thể chấp nhận được cái màn hình này. Cái điểm yếu thứ hai, nó chính đến từ cái phần viền bên dưới, vẫn hơi quá dày. Nhưng mà cái này thì có thể nói là mình chấp nhận được, tại vì một thiết bị tầm giá không cao, chỉ khoảng tầm loanh quanh 5 triệu, thì cái phần viền màn hình như thế, có thể nói là mình có thể tặc lưỡi bỏ qua, ok không sao. Cái điểm yếu thứ ba, hình như không có các bạn ạ. Tại vì nếu như quay trở lại với cái này mức giá như mình đã nói, tầm khoảng loanh quanh dưới 5 triệu đồng chính hãng, thiết kế không bị kim loại, mặt kính tốt, màn hình sử dụng công nghệ AMOLED tốt, có sạc nhanh, pin tốt, có jack cắm tai nghe 3.5mm, camera tốt, camera selfie ngon. Vậy thì điểm yếu của nó, như mình đã nói, nó sẽ chỉ có duy nhất một thứ, đó chính là cái màn hình như thế này mà thôi. Vậy thì bạn có chấp nhận được nó hay là không? Mình cũng đã có rất nhiều những video chia sẻ về con Xiaomi Mi A3 này, và cái vấn đề mà nhiều bạn phàn nàn nhất về nó cũng chỉ là cái màn hình mà thôi. Như bản thân mình đã nói, nó sẽ chỉ phục vụ đến một đối tượng khách hàng duy nhất, đó chính là những người không quá quan trọng về độ nét trên màn hình. Còn mình biết sẽ có rất nhiều bạn quan trọng về cái vấn đề màn hình này. Có thể các bạn không cần quá quan tâm về vấn đề màu sắc nó phải rực rỡ nịnh mắt như thế nào, hay không cần quá quan tâm với độ sáng nó phải thực sự cao như thế nào. Nhưng cái đầu tiên mà các bạn nhìn vào một cái màn hình, đó là nó phải nét trước đã. Và đó phải là một cái màn hình mịn, không bị kiểu rỗ trên màn hình trước đã. Và mình nghĩ rằng ở cái chi tiết đó thì con Mi A3 này không phục vụ tốt được đến cho các bạn được. Có thể nói rằng khá khó khăn để lựa chọn, tại vì Mi A3 cái gì cũng ngon ngoại trừ vấn đề màn hình. Trong cái đó chúng ta có thể nói là thêm một chút tiền nữa, hoặc là nhìn sang những sản phẩm đến từ những thương hiệu khác nữa, có thể nói là cấu hình nó thua một chút, có thể nói là camera nó thua một chút, thậm chí là thời lượng pin nó cũng thua một chút. Nhưng cái màn hình là cái thứ mà các bạn nhìn vào hàng ngày nó tốt hơn, thì cũng sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm sử dụng có thể nói là nó cũng sẽ tốt hơn. Vậy thì bạn có chấp nhận được cái màn hình trên cái điện thoại này hay không? Một lần nữa mình vẫn phải đặt lại cái câu hỏi đó dành cho các bạn. Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Bản thân mình thì mình hài lòng với tất cả mọi thứ. Duy nhất có một thứ không hài lòng, đó là màn hình mà thôi. Hơi đáng tiếc đúng không? Nhưng mà với mức giá tầm khoảng dưới 5 triệu thì có lẽ cũng không thể nào đòi hỏi được quá nhiều, bởi vì những thứ khác nó cũng đã tốt rồi. Chốt lại là như thế nhá, và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên là check giá của Xiaomi Mi A3 tại Hoàng Ngọc Mobile, link mình sẽ để phía bên dưới, và mình sẽ ghi comment để các bạn tiện theo dõi hơn. Còn bây giờ thì bye.